Phạm tiền bối. Phạm tiền bối, chắc các chị đi đường mệt mỏi lắm phải không? Thế không? Bạch đại ca, cuối cùng huynh cũng trở về rồi. Tại huynh không biết thôi, mỗi ngày đêm trông ngóng, ngóng tới cổ cũng dài luôn đó. À phải, tỷ tỷ của tôi đâu? Tỷ ấy về phòng rồi, tỷ nói không ra đi đâu. Cô ấy không sao chứ? Cũng may nhờ có phương thuốc gia truyền của Chu Các cô nương thôi, bây giờ bà tỷ tỷ đã khỏe rồi. Vậy thì tốt quá. À phải rồi, bạch đại ca, quên đã ra ngoài rất lâu, điều tra được chuyện gì, có chất giả không? Phi phụng, bạch thiếu hiệp và mọi người ai cũng mệt mỏi lắm rồi, hãy để mọi người vào nghỉ ngơi trước, có chuyện gì từ từ hãy nói sau. Dạ. À, ta hạ muốn vào trong thăm bệnh tình của bạch cô nương. Thượng quan công tử, bạch cô nương vừa mới hết bệnh, tôi nghĩ chưa chắc cô ấy chịu gặp huynh, hãy để tôi vào thăm cô ấy trước có được không? Vậy cũng được, làm phiền cô Nga Chu Các cô nương. Ai đó? Là tôi nè bạch cô nương. Chu Các cô nương, xem ra bệnh tình của cô thật sự đã đỡ nhiều rồi, cũng nhờ có linh đơn dự dược của cô thôi. Sau khi cô uống thêm vài thang thuốc nữa sẽ hoàn toàn hồi phục. Uống đi, còn nóng cũng uống cho hết đi. Chưa các cô nương, tôi và cô bình thủy tương phùng, tại sao cô đối với tôi tốt như vậy chứ? Tôi còn nhớ nghĩa phụ đã nói, người nói kẻ học y cần phải cứu nhân độ thế, huống chi bây giờ chúng ta đã là bằng hữu rồi. Nhưng mà chuyện giữa tôi và Thượng Quan Nhân cô biết rõ mà. Cô đối với Thượng Quan Nhân ra sao tôi cũng biết rất rõ. Cô càng tốt với tôi, trong lòng tôi càng thấy khó chịu hơn. Bạch cô nương, cô nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Cô đừng suy nghĩ lung tung nữa, để tôi kê thêm vài thang thuốc cho cô uống, dung mạo của cô không bao lâu sẽ hồi phục lại như xưa. Dung mạo hồi phục thì có ích gì chứ? Bây giờ tôi đã mất hết võ công rồi, y như là một phế nhân vậy. Bạch cô nương, cô còn trách Thượng Quan Nhân. Thật ra huynh ấy rất tốt với cô. Tôi biết rằng huynh ấy luôn quan tâm tới cô. Bây giờ tôi đã trở thành như vậy, còn đáng để huynh ấy quan tâm hay sao chứ? Con người sống ở trên đời, hiếm có một người thật sự quan tâm tới mình. Tôi đi lấy thuốc cho cô nha. Cô nương, cô bị sao vậy? Nè,
Nè, sao mà lâu quá vậy? Đừng có nóng ruột quá. Có lẽ cô nấu con gà để chúng ta làm mồi thì sao? Lúc đó hả? Để lấy cái đồ trái nha. Đệ đừng có hòng nha. Huynh cao to hơn đệ, hơn nữa lại là vị ca, sao phải nhường cho đệ chứ? Ai nghĩ ra kế hẹn phi phụng ra thử nguyệt vậy? Để nói huynh biết nè. Nè, bây giờ huynh không nhường cũng không sao, nhưng mà nếu sau này khi phi phụng yêu đệ rồi, huynh không muốn nhường cũng không được. Thôi đệ đừng có nằm mơ sống quá. Để nhìn lại mặt của đệ đi. Phi phụng đâu? Nè Phụng tỷ tỷ nói ánh trăng hôm nay quả thật rất đẹp, nhưng trong phòng của tỷ ấy á, nhìn ra còn đẹp hơn, cho nên tỷ ấy không ra uống rượu cùng hai vị đâu. Còn hai chúng tôi thì sao? Phải rồi, ở đây có bình rượu của Phụng tỷ tỷ tặng cho hai vị đó, kêu hai vị uống luôn phần của tỷ ấy. Vị cổ, cổ xin phép hai vị nha. Đệ đó, sao đệ nói là kế của đệ giỏi lắm mà, thì đúng là quân sư hoặc mo. Phải rồi, bây giờ đệ là quân sư hoặc mo đó, vậy thì sao? Đỡ hơn huynh quân sư hoặc mo cũng không được nữa, nghe đệ lời người ta. Vậy bây giờ tính sao đây? Uống rượu đi chứ tính cái gì nữa. Nè uống đi. Cạn châu, chúc mừng tên quân sư hoặc mo và tên khờ khạo như huynh. Phi Phụng, tại sao muội không ra? Muội có biết ánh trăng đêm nay tròn lắm không? Đinh huynh đệ, Cổ huynh đệ, hai đệ đang ở đây làm gì vậy? Không có gì. Đại trưởng phu, sợ gì không có vợ? Coi ra hình như hai đệ bị đả kích chuyện gì đó phải không? Thật ra chuyện gì? Phải lòng một người là khổ lắm đó. Khổ nhất là mình thích người ta mà người ta không chịu thích mình. Huynh nghĩ hai đệ chắc là uống sai rồi, hay là về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Đi. Thượng quan huynh, huynh may mắn lắm à. Chúng ta khác số phận. Mà là chuyện gì? Chuyện là vậy, đi để nói cho huynh biết một chuyện này. Tôi bỏ đi, bỏ đi, để mặc kệ chuyện của huynh. Bảo huynh lo được hả? Sao huynh lo không được? Chuyện là vậy, có một cô gái rất thích huynh đó. Có một cô gái rất thích huynh? Là ai? Huynh không biết thiệt là bộ không biết. Để còn tưởng là huynh thông minh lắm nha. Chứ cất tình thương huynh dữ lắm á. Chu Cát Tình. Thôi, hai đệ đừng có nói bậy, nhớ đừng có ăn nói lung tung trước mặt người ta đó nghe. Làm gì không nói được. Có phải huynh sợ Bạch tỷ tỷ biết được không? Nè, chỉ có ba người chúng ta, huynh đừng có ngại nói thật lòng. Nếu như huynh không thương cô á, huynh hãy nói cho đệ biết. Vậy đệ sẽ giúp huynh nghĩ ra một kế để cô ấy rời xa huynh. Đệ uống sai quá rồi. Đệ làm ơn đi, đệ đừng có lo chuyện của người ta có được không? Cái gì? Đừng nghĩ toàn những kế dởm. Mà bây giờ huynh có cách sao? Sao huynh không có cách? Huynh nghĩ cách gì? Dĩ nhiên là có cách rồi. Nè, huynh cùng Bạch tỷ tỷ thành thân lập tức, vậy cô ấy sẽ không còn hy vọng nữa.